Hai anh em, chào mừng anh em quay lại với kênh tra3.com. Thì anh em cũng biết á, cái mùa Tết là cái mùa mà cái không khí lạnh nó rất là nhiều, là cái mùa chúng ta dễ bị khô da nhất ha. Cái mùa nó rất là thiếu độ ẩm. Vì vậy trong video này mình sẽ giới thiệu cho anh em một cái sản phẩm mà anh em có thể sử dụng để cung cấp cái độ ẩm cho da trong cái mùa Tết này. Sau Tết á, thì anh em có thể sử dụng cho những cái mùa khô, hoặc là sử dụng ở trong nhà hoặc là phòng điều hòa. Khi mà anh em đi làm thì cũng rất là ok luôn. Đây là một cái máy phun sương tạo ẩm làm mát không khí của Xiaomi Balai, có dung tích là 1000ml, có mã là 221 ha. Ở ngoài phần vỏ hộp á, thì anh em sẽ không thấy cái logo của Xiaomi ở đâu hết, tại vì đây là một cái sản phẩm nằm trong hệ sinh thái của Xiaomi. Nếu mà anh em nào mà sử dụng cái hàng Xiaomi nhiều quá thì biết cái hệ sinh thái của Xiaomi nó rất là đa dạng và phong phú ha. Anh em cần tìm hiểu thêm về cái vấn đề này. Cái sản phẩm này giá mình mua cũng khá là tiết kiệm nha anh em. Giá là 280.000. Link mua thì mình sẽ để dưới phần mô tả video á, anh em có thể bấm vào tham khảo và mua. Anh em cũng có thể mua trên Shopee cũng được. Shopee thì bán khoảng 310 mấy, nó cao hơn nó tầm khoảng vài chục ngàn ha. Ở ngoài phần vỏ hộp thì anh em thấy nó in cái máy ở đây. Nhìn cái máy rất là đẹp nha, rất là công nghệ luôn. Ở đây nó để chữ H20 nè. Phần dưới thì nó để những cái thông số kỹ thuật về cái sản phẩm này bằng ngôn ngữ tiếng Trung nha anh em. Ở đây thì nó để những cái thông tin chung chung thôi. Thì lát mình sẽ chia sẻ cho anh em sau. Thì bây giờ mình sẽ mở ra. Đầu tiên khi mà anh em mở ra thì anh em thấy cho mình một cái sách hướng dẫn sử dụng ha. Và đây anh em, thì đầu tiên anh em mở hộp ra thì anh em sẽ có cho mình những cái bộ phận thành phần sau đây. Đầu tiên là một cái sách hướng dẫn sử dụng ha. Sách hướng dẫn sử dụng thì nó có hai ngữ luôn, tiếng Anh và tiếng Trung cho anh em luôn, hướng dẫn cho anh em cách sử dụng. Và đây anh em, đây thì nó sẽ có một cái phần chú ý cho anh em là sản phẩm này không sử dụng được cho tinh dầu ha, và những cái loại nước mà thí dụ giống như là nước cắt ha, anh em cần chú ý cái điều này. Chỉ sử dụng phun sương tẩm thôi. Bên trong thì anh em còn cho mình đó là một cái cáp để anh em sạc nữa. Cái cáp này dài khoảng đâu 1 mét ha. Cáp này sử dụng truyền được dữ liệu luôn, micro USB. Tặng cáp này thì cũng ok rồi, giá 200 mấy mà. Kèm theo đó là một cái bông, cái bông lọc ha. Và đây là cái phần thân máy. Trong thân máy thì nó đã có một cái phần bông rồi, và nó tặng kèm cho anh em thêm một cái phần bông nữa để anh em có thể sử dụng. Và đây anh em, đây là cái máy phun sương tạo ẩm của Balai, có dung tích là 1 lít ha. Về phần thiết kế thì nó giống như là những cái máy phun sương tạo ẩm khác thôi. Màu sắc của nó thì nó cũng có khá là nhiều màu ha, màu xanh dương, màu trắng, màu hồng nè. Tại vì mình thích chọn cái màu trắng á, cho nó tinh khiết ha. Thiết kế thì giống như là một cái hộp, một cái bình thôi. Thiết kế kiểu này á, thì anh em có thể châm nước từ ở mặt trên này cũng được ha. Hoặc là anh em có thể tháo phần này ra để anh em châm nước vào đây luôn cũng được nè. Đây, nó có một cái phần hộp để anh em châm nước luôn. Và cái phần hộp này thì nó cũng để rất là nhiều cái chữ mắt, để khi mà anh em gắn vô á, bất cứ bề nào á, thì nó cũng sẽ vô ngay chân cái chữ mắt ở đây, để anh em có thể xem được là cái vạch nước của nó. Khi mà anh em đổ thì anh em canh ha, tới đây là ngưng nha. Và chừng nào hết thì anh em nhìn dưới đây, thêm nước cho nó ha. Mặt dưới thì nó in những thông số kỹ thuật cơ bản thôi, không có gì nhiều. Thí dụ như là cái sản phẩm này có mã là 211 nè. Dung tích của nó là từ 800 cho đến 1000. Sử dụng điện DC 5V 0.8A. Công suất của nó là 2W, trọng lượng là 430g. Phun được dung tích là từ 30 cho đến 50ml một giờ ha. Và sử dụng trong vòng 9 tiếng thì nó tự động nó tắt, để bảo vệ cái bếp phun nè không bị khô. Ở đây có kích thước, có mã lung tung các kiểu ha. Về phần build của sản phẩm này thì nhìn nó rất là chắc chắn luôn nha anh em, rất là đẹp luôn á. Ở đây thì nó sẽ có một cái phần ổ khóa ha, để cho anh em biết là khi mà anh em mở ra thì anh em làm như vậy, đóng lại thì như vậy ha. Ở đây thì nó sẽ có một cái phần cổng micro USB để anh em sạc được cho sản phẩm này, một cái con tắt để anh em bật tắt. Và sản phẩm này cũng trang bị đèn led luôn, trang bị pin bên trong luôn ha. Cái phần trên này á là một cái phần bếp phun nha anh em. Ở đây là một cái phần bếp phun nè, mình tháo ra cho anh em xem ha. Ở đây thì là một cái phần bếp phun có công suất là 2W, tạo được cái hơi nước á từ 30 cho đến 50ml trên giờ. Và phần bếp phun này thì nó cũng sẽ có thêm một cái phần nữa là hiển thị cái dung lượng pin cho anh em luôn. Đó, rất là đẹp đẽ ha. Bên trong sản phẩm này thì được trang bị hai cái viên pin có dung lượng là 3000mAh, có nghĩa là mỗi viên là 1500 nghe mấy ông. Hai viên tổng cộng là 3000. Và cái thời gian mà anh em sạc cho nó thì nó đó tầm khoảng cỡ 2 cho đến 3 tiếng. Rồi cái thời gian anh em sử dụng được thì nó khoảng 8 tiếng đồng hồ ha. Còn mấy ông bật đèn các kiểu thì nó sẽ nhanh hết pin hơn tí. Máy phun sương tạo ẩm thì mấy ông biết rồi, nó sử dụng cái công nghệ phun nano. Với công nghệ phun này thì nó tạo ra những cái hơi sương rất là mịn ha, cung cấp cái độ ẩm cho da ha, làm cho cái không khí nó êm dịu và da anh em nó hạn chế được khô hơn.
giữ ẩm cho da. Đây mình sẽ mở ra cho anh em xem phần bên trong ha. Phần bên trong thì anh em nhìn vô thì anh em thấy hai viên pin đúng vậy, đây viên nè, nó gành gạnh đó, thấy chưa, nó đơn giản mà nó có dán một số phần keo này, ví dụ như tháo ra là có thể tháo pin ra được luôn á. Và cái phần này là cái phần tâm lọc ha, tâm bông, anh em tháo ra ở trong đây nó có cái lò xo để giữ lại, khi nào mà xài cảm thấy nó muốn đổi cái bông này nè, xài hết được thời gian á thì lấy bông đó ra, cắm bông này vô, cắm bông tặng vô nè để sử dụng ha. Cái phần này là cái phần để anh em đổ được cái lỗ nước xuống, anh em muốn nhắn cho nó cháy đèn nè thì nhắn giữ nó khoảng dây rưỡi ha, thì có bóng đèn cháy nè, muốn tắt thì nhắn giữ dây rưỡi ha, bật lên thì bấm một cái đó, nó sẽ phun sương ở đây, và ở đây thì nó sẽ hiển thị cái dung lượng pin, dung lượng pin đó là đang là 62% nha anh em. Thì bây giờ mình sẽ tắt đi, mình sẽ đổ nước vô ha cho anh em xem. Đổ nước thì nó có hai cách, một là anh em đổ phần đường này cũng được, hai là tháo này ra đổ trực tiếp trong đây cũng được, nhưng mà mình sẽ đổ đường này cho anh em coi thử ha. Đây nè, nước đây, mình sẽ đổ vô từ từ thôi nha. Trong cái phần này thì nó sẽ có một cái lưới lọc nha, để lọc tạp chất á. Đó, mình sẽ đổ bao nhiêu. Nhà anh em nào mà nước có tạp chất á thì đổ cái trên này á thì nó sẽ lọc được tốt hơn. Thì bây giờ mình bấm ha. Đó, anh em đợi một tí cho cái hệ thống nó rút nước lên, tại vì cái bông này nãy mình chưa ngâm nước á. Đợi từ từ, tầm khoảng vài giây à, rút nước lên là chạy rất là ok luôn. Đợi từ từ nó rút nước lên nha. Còn nếu mà em muốn nhanh nữa thì tháo ra nhúng cho cái bông này nè, nó ướt nó sẽ nhanh hơn. Nhưng mà đặc biệt mấy ông đừng đổ nước trên lỗ này nha, đổ là hư cái lỗ người ta luôn á. Xài càng phải chú ý, đặc biệt nha, không sử dụng được cho tinh dầu nha. Mua về bỏ tinh dầu vô nó bít lỗ phun hư gán chịu á. Cái này là chỉ phun sương tạm thôi, còn mấy cái chỗ mà nó để tinh dầu á thì chắc có lẽ là họ không nghiên cứu nha anh em. Trong cái phần hướng dẫn sử dụng thì người ta đã để rất là rõ ràng rồi, không sử dụng được cho tinh dầu rồi nha. Đó, nó gần phun lên rồi đấy, đợi một tí đi. Đó anh em, đợi một tí thì bây giờ nó cũng phun lên rồi. Thì anh em thấy ha, với công suất 2W và cái bếp phun này thì nó phun ra cái lượng xương khá là lớn ha. Đây, phun lượng xương rất là mạnh luôn, anh em nhìn thấy. Cần tắt thì bấm một cái ha, chứ cái này nó sẽ không có phun hai cái giống như là ngắt quãng gì hết á. Nó chỉ là một là bật, hai là tắt thôi, chứ không có ngắt quãng bọng gì hết á. Đơn giản như vậy đó, phun đơn giản như vậy thôi. Hai là bấm cái tắt, còn muốn nhắn bật đèn thì nè, nhắn giữ một tí thì đèn dưới đây là nó cháy lên giống như nãy mình cho anh em xem rồi á. Cái đó ban đêm thì nó mới có kết quả thôi, nhưng mà mình thấy nếu mà sử dụng mà anh em muốn nó lâu hết pin thì nên tắt đèn đi, còn để đèn thì nó sẽ nhanh hết pin hơn. Đó, kết cấu sử dụng ha, đây có chịu mắt, mấy ông xài thì mấy ông cứ gài cho kỹ nha, để nó lọt nó đổ nước lung tung á. Cái này nó làm cái cơ chế gài như vậy nè, thì đổ nước ha. Mấy ông xài có lỡ đổ lụm lên liền thì chắc cũng không đến nổi đâu. Cái này anh em có thể sử dụng được ở trong phòng máy lạnh nè, những cái văn phòng hoặc là nhà chúng ta trong cái mùa lạnh này nè, những cái phòng mà nó nhỏ nhỏ anh em sử dụng thì nó rất là ok luôn, cung cấp ẩm cho da ha. Da không bị khô, không bị hăng. Môi mặt mình mấy bữa nay trời nó hơi lạnh tí thôi là khô khá là nhanh. Cái việc mà cung cấp ẩm như vậy thì giúp da anh em nó sẽ tốt hơn, không có bị khô ha. Về phần link mua cái sản phẩm này thì mình sẽ để dưới phần mô tả video, hay phần ghi bình luận thì anh em bấm vào tham khảo và mua ha. Mình cũng sẽ để thêm cái link dẫn đến những cái sản phẩm máy phun sương tạm khác của Xiaomi, Balai, thì anh em có thể bấm vào đó tham khảo thêm những cái sản phẩm máy phun sương khác của họ ha, xem nhu cầu của mình như thế nào thì có thể là chọn một cái cho nó phù hợp. Còn giá khoảng 200 mấy bill như vậy, dày dặn ha, có hiển thị pin, công nghệ này kia đồ thì rất là ok. Pin 3000 nó không có gì để chê hết anh em, chưa đến 300 ngàn cho một cái máy phun sương không dây như vậy thì nó rất là ok rồi. Nếu mà anh em cảm thấy video này hay thì sao? Nhấn like, share cũng giống như là subscribe kênh Tay Chơi Chấm Cung của mình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại anh em trong video lần sau. Và anh em, bye! Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh của mình. Đừng quên nhấn subscribe và like kênh của mình nhé.